Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 17 đến trang 18 bài 1 Trẻ em như bức trên cành. Tự đánh giá, A lớn đọc và làm bài tập. Rất nhiều mặt trăng. Ở vương quốc nọ có một cô bé chừng 5-6 tuổi. Bé xíu như vậy nhưng cô lại là công chúa. Một lần công chúa ốm nặng, nhà vua rất lo lắng. Ngài hứa tặng cô bất kỳ thứ gì miễn là cô khỏi bệnh. Công chúa chỉ ước ao có được mặt trăng. Vua cho vời các đại thần, các nhà khoa học tới bàn bạc. Ai nấy đều nói không thể lấy được mặt trăng vì nó ở rất xa và to gấp hàng ngàn hình hàng nghìn lần đất nước của nhà vua. Nhà vua than phiền với chú hề của ngài. Chú hề tâu: thần phải hỏi xem công chúa nghĩ thế nào về mặt trăng đã. Thế là chú hề đến gặp cô chủ nhỏ của mình. Chú hứa sẽ mang mặt trăng về, nhưng cô phải cho biết mặt trăng to bằng chừng nào. Công chúa bảo: chỉ to hơn móng tay ta, vì khi ta đưa ngón tay lên trước mặt trăng thì móng tay che gần khuất nó. Chú hề đặt làm ngay một sợi dây chuyền có mặt trăng bằng vàng, lớn hơn móng tay, để cô bé có thể đeo vào cổ. Công chúa vui sướng ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn. Nhà vua rất mừng, nhưng ngài lập tức lo lắng vì đêm ấy có trăng. Nếu công chúa nhận ra mặt trăng đeo trên cổ không phải là mặt trăng thật thì sẽ thất vọng và ốm trở lại. Thế là nhà vua lại nói với chú hề điều ngài lo lắng. Chú hề vào phòng công chúa thấy cô bé đang nằm bên cửa sổ. Làm sao mặt trăng lại tỏa sáng trên trời trong khi nó đang nằm trên cổ công chúa nhỉ? Chú hề hỏi. Công chúa nhìn chú hề mỉm cười. Khi ta mất một chiếc răng thì chiếc mới sẽ mọc ngay vào chỗ ấy. Chú hề vội tiếp lời. Khi một con hươu mất sừng, các sừng mới sẽ mọc ra. Mặt trăng cũng vậy, mọi thứ đều như vậy. Giọng công chúa nhỏ dần, nàng đã ngủ. Theo Ferber, Phạm Việt Chương dịch. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài đọc. Trong bài đọc có các từ vời là cho mời người dưới quyền một cách trang trọng. Đại thần là quan lớn giữ vị trí quan trọng trong triều đình. Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi. Một. Vì sao nhà vua và các đại thần, các nhà khoa học lúng túng trước nguyện vọng của công chúa nhỏ tuổi? Tìm ý đúng nhất. A. Vì mọi người đều nghĩ mặt trăng ở quá xa, không đem về được. B. Vì mọi người đều nghĩ mặt trăng quá to, không thể đem về được. C. Vì mọi người đều cho rằng mong muốn của công chúa là phi lý. D. Vì mọi người đều không biết công chúa nghĩ về mặt trăng thế nào. Như vậy, nhà vua và các đại thần, các nhà khoa học lúng túng trước nguyện vọng của công chúa là bởi vì mọi người đều cho rằng mong muốn của công chúa là phi lý. Như vậy, một, các em chọn C. Câu 2. Chú hề làm cách nào để đáp ứng được nguyện vọng của công chúa? Tìm ý đúng. A. Hỏi ý kiến các quan đại thần, các nhà khoa học. B. Hỏi công chúa để biết ý nghĩa của cô về mặt trăng. C. Hứa làm cho công chúa một mặt trăng bằng vàng. Dây đem cho công chúa một sợi dây chuyền có rất nhiều mặt trăng. Như vậy, để đáp ứng được nguyện vọng của công chúa thì chú hề đã hỏi công chúa để biết về ý nghĩa của cô về mặt trăng. Như vậy, câu 2 các em chọn B. Tiếp theo câu 3. Sau khi công chúa khỏi bệnh thì nhà vua lo lắng về điều gì? Thì sau khi công chúa khỏi bệnh thì nhà vua lại lo lắng đêm đến thì trăng lên, công chúa sẽ thấy thất vọng và bị ốm trở lại. Câu 4. Tại sao công chúa không thất vọng về món quà của nhà vua? Tìm các ý đúng. A. Vì công chúa không muốn làm vua cha buồn. B. Vì công chúa có cách nghĩ về mặt trăng khác với người lớn. C. Vì công chúa cho rằng có nhiều mặt trăng, cái này mất thì cái khác lại mọc lên. Về vì công chúa thích sợi dây chuyền nên không cần lấy mặt trăng thật xuống nữa. Như vậy, công chúa không thất vọng về món quà của nhà vua bởi vì công chúa cho rằng
có nhiều mặt trăng, cái này mất thì cái khác lại mọc lên. Như vậy câu 4 các em sẽ chọn C. Câu 5, theo em câu chuyện muốn nói với người lớn điều gì về trẻ em? Người lớn cần làm thế nào để hiểu trẻ em? Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em. Thì theo em, câu chuyện muốn nói với người lớn rằng trẻ em có những cái suy nghĩ khác với người lớn. Người lớn muốn hiểu trẻ em thì cần phải thấu hiểu, hỏi xem trẻ em nghĩ về vấn đề đó, nghĩ gì về vấn đề đó. Trẻ em độc lập cái suy nghĩ và tự lập. Tự lập là việc xây dựng, giải quyết và chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh của cuộc sống một cách độc lập, không hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ người khác và không phụ thuộc vào họ. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.